giờ đây thì cũng đã hồi nãy thì cũng có thông báo với anh em bên đây thì cũng cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ đã đưa bé Nguyễn Thanh Hà sinh 30 tháng 3 2004, người thật việc thật, thì để bé xuống trực diện với anh em luôn. Thì là cũng nhờ bên đội hiệp sĩ Bình Dương thì mình lúc nào mình cũng cảm ơn anh em rất là nhiều, đã bỏ hết công sức, dốc hết nghị lực của mình để giúp cho bà con mọi người trở về sự đầm ấm an vui. Đây là con gái của mình đây. Bé Hà ơi, con cảm ơn đi. Thì mấy bữa nay thì bé Hà đi 7-8 ngày nay không biết gì hết. Thì giờ hôm nay bé Hà đã được về rồi thì cảm ơn anh em bên hiệp sĩ Bình Dương rất là nhiều. Trong vòng chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi thì anh em đã đưa bé Hà ra được khỏi một cái động đó rất là nguy hiểm. Thì giờ đây thì mình xin chân thành bên đất Đồng Nai mình gửi lời thăm anh em bên Bình Dương, nhất là đội hiệp sĩ ở đây, lúc nào cũng mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe và có một nghị lực để mạnh mẽ vượt qua tất cả các sóng gió. Dù có như thế nào chứ nữa, đội hiệp sĩ cũng vẫn rất nhiều nghị lực tâm huyết để chừng trị những cái người không có ý nghĩa, để đưa các cháu nó về bình an với gia đình. Đó, đây là người thật thật, cách đây chỉ có 2 tiếng hồ thôi thì bên đội hiệp sĩ đã đưa cháu nó về. Thì mình là một người cha, một lòng dạ thương yêu con. Thì khi mà đến đây thì anh em bên hiệp sĩ đội rất là chu đáo, và anh em bỏ bữa cơm của anh em, nghe tâm huyết là anh em lên đường liền. Thì trong vòng chỉ có 60 phút là đưa bé Hà ra khỏi một cái động đó rất là nguy hiểm. Thì hôm nay đây thì mình cũng xin chân thành cảm ơn bên đội rất là nhiều và tâm huyết của anh em để đêm dậy sự bình an và sự may mắn cho mọi người, để trong cuộc đời này đưa những cái người không tốt ngoài xã hội bỏ đi, còn giúp cho anh em về với mái ấm gia đình, con cái yên vui, hay những chiếc xe mất thì cũng đại gia đình của mình, thì cũng cảm ơn anh em rất là nhiều và rất là biết ơn. Rồi, xin chào hết nha. Rồi, chúc anh em bên đội rất là mạnh khỏe. Đây rồi, là con gái mình. Rồi, và bé, trong bé vòng 2 tiếng đồng hồ. Rồi, bé Hà nói đi, con đã được ra khỏi động rồi. Con đã được ra khỏi động rồi. Rồi, cảm ơn các bác rất nhiều. Con có vui không? Con có vui không? Con chào bác đi con. Chào bác. Mà các bạn trẻ tuổi giống như con sau này đừng có vướng vào con đường này nữa. Con nói. Mong các bạn trẻ giống như con đừng vướng vào con đường này nữa. Vô đây là con đường vô thì được, mà ra không có. Dạ, rất là nguy hiểm. Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương cùng với tất cả các anh em hiệp sĩ ở đây giải cứu cho con trong vòng gần 60 phút, có 60 phút gọi là một nốt nhạc. Dạ. Đã giải quá cứu tuyệt vời. Dạ. Nếu như bà con sáng nay về cầu cứu mà nó là những cái sự lay động, làm lay động tất cả các anh em hiệp sĩ ở Bình Dương này. Coi như là mình khóc thì 5 tiếng đồng hồ, nhưng mà anh em chỉ có 60 phút thôi là đưa đứa con thật sự của mình ra khỏi cái động đó. Mình rất là cảm ơn. Là một đại gia đình của mình ở nhà cũng đang khóc lóc, nhưng hôm nay vừa nghe cái tin bé nó về thì mừng lắm. Thì cũng bên nhà bà con dòng họ nội ngoại tất cả các tỉnh miền Tây, Quán Thánh Ba Đình Hà Nội, rồi Rạch Giá Kiên Giang, rồi Bình Thuận Bình Dương Tây Ninh đều là cảm ơn tất cả các anh em bên đội hiệp sĩ rất là có nghị lực, dù đang mưa như thế nào đó anh em cũng bỏ bữa cơm để tìm một mái ấm gia đình hạnh phúc cho gia đình về, của mình. Con sẽ nghe lời. Thôi cảm ơn các hiệp sĩ rất là nhiều và chúc các hiệp sĩ lúc nào cũng mạnh khỏe, có nhiều nghị lực tâm huyết để vượt qua sóng gió nha. Xin chào nha. Xin chào mọi người hết. Cảm ơn rất là nhiều. Xin chào hết. Một người thật nhiệt thật mọi người nha. Rồi, xin chào hết nha. Rồi, cảm ơn rất là nhiều nha. Rồi, chia tay nha. Rồi, chúc hiệp sĩ Bình Dương lúc nào cũng mạnh khỏe hết nha. Rồi, chỉ có 60 phút thôi là đã đưa bé ra khỏi một cái động như nhuốt như vậy. Một người thật thì bé đã lên xe rồi. Thôi, xin chào. Coi như là đại diện cho tổ trưởng tổ dân phố của Trung Tính Xuân Trường Xuân Lộc Đồng Nai ở bên Xuân Trường, mà là mình là Hải ông đao động miễn phí sửa xe bên Đồng Nai. Được. Là có trang YouTube thì lúc nào cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Anh có thể nhân tiện đây các anh em hiệp sĩ Bình Dương có thể là đăng tải cho anh em có thể đăng tải mình. Được. Tại vì mình có cái trang làm từ dịch bệnh từ 2019 tới giờ đều là sửa xe miễn phí hết. Anh xin chào nha. Có trang YouTube của anh tên là gì? Hải ông đao lưu động Đồng Nai. Hải ông đao lưu động Đồng Nai. Dạ, thôi okay, xin chào nha. Rồi bây giờ em để danh. Rồi xin chào hết nha. Chúc mọi người mạnh khỏe hết. Rồi xin chào. Trước tiên hôm nay xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tại vì hôm nay gặp trực tiếp anh Hải, thì từ đó tới giờ mình coi trên trang mạng thì anh Hải làm nhiều việc rất là tốt, rất là tình nghĩa. Hôm nay thì tới đây thì cũng bao nhiêu người thì gặp anh Hải thì cũng nhờ anh Hải làm việc này việc kia, nói chung là công việc rất là nhiều. Thì mình cũng xin em sau khi coi trang video này thì anh em cũng nhớ trải nghiệm là bấm like và đăng ký cho anh Hải, để chi? Để anh Hải có nhiều cái động lực, rồi nhiều sức khỏe, nhiều tinh thần để vượt khó giúp cho mọi người được sự bình an. Thì anh em cứ như vậy đi, là anh Hải này sẽ hết lòng giúp cho mọi người. Dù mọi người có như thế nào chứ nữa thì cứ nhờ anh Hải. Như nãy thì có một cái bà chị đó rất là xa
ở Mỹ Phú, Mỹ Lâm, Hòn Đất, Kiên Giang. Rồi cũng có một người là ấp An Thiện, xã An Thới, Mỏ Cày Nam, Bến Tre. Rồi cũng có người là Khánh Bình Tây, Trần Văn Thời, Cà Mau, là cái di tích lịch sử Hòn Đá Bạc. Thì cũng lên đây thì nhờ anh Hải đây thì tìm nào là mất xe, nào là con cái có sự cố trong cuộc đời. Thì sau khi anh em coi trang mạng của anh Hải rồi thì cũng nhớ bấm cho anh Hải kênh và có động lực anh Hải vượt qua sóng gió để giúp cho mọi người được sự bình an của mọi người, là niềm hạnh phúc của anh Hải và toàn bộ anh em ở đây. Rồi, xin chào chị Thành, cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh có thể anh giới thiệu là anh hiện nay anh họ tên là gì và anh đang sinh sống tại đâu, và hôm nay anh về đây Bình Dương để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương để tìm kiếm thông tin có thể giúp gia đình mình là phần như thế nào. Thì trước tiên thì cũng thay mặt gia đình của mình dưới tại đất Đồng Nai thì cũng cảm ơn anh em bên Bình Dương rất là nhiều. Thì hôm nay có một cái sự cố là con gái mình đi, hôm nay thì cũng 4-5 ngày rồi mà không biết tung tích. Thì bé nó có sự cầu cứu của gia đình, là nó nói là trong đó nó có sự cố, rồi nó có kìm cặp, nói chung là không cho ra ngoài, rồi ép buộc những thế này thế kia. Thì điện thoại thì có thể là họ không có cho xài thường xuyên, họ giữ lại rồi họ cặn kẽ, rồi những anh xăm trổ đầy người thì họ bảo kê vậy. Thì một người cha dù có thương con cách 200-300 cây số lên đây nhưng cũng không thể nào mà vô đó được. Thì cũng nhờ anh Hải đây với anh em tất cả trong đội sĩ đây thì cũng giúp cho mình để mau sớm đưa bé đó về. Tại vì có một người cha, một nấm ruột của mình nuôi lớn lên bằng mồ hôi nước mắt, thì các bạn cứ nghĩ đi, cái đó là một sự thật. Bác anh em cứ tính đi, một người cha lớn lên mồ côi mà nuôi đứa con lớn lên 19 tuổi thì rất là đau lòng khi con mình vắng mặt. Thì hôm nay là cũng thay thế anh em với trong gia đình của mình, dòng tộc họ hàng của mình, bên nội ngoại bên vợ đều là cảm ơn anh em hiệp sĩ đây với tất cả mọi người đây, cộng đồng của anh bên anh Hải, thì cũng cố gắng giúp cháu nó về với gia đình. Cháu nó tên là Nguyễn Thanh Hà, sinh 30 tháng 3 2004. Thì bé nó có cầu cứu rất là nhiều nhưng mà mình cũng không còn cách nào khác hết, mình cũng nhờ anh em hiệp sĩ đây thì cũng giúp đỡ cho mình, chứ còn như tay không như mình, khờ gạo như mình, giữa một chốn xa qua như vậy thì mình không thể nào mà xâm nhập vô những cái chỗ đó được để mình tìm con mình. Thì thôi, mình cũng thương thay mặt gia đình thì cũng cảm ơn anh Hải và mọi người trong đội hiệp sĩ mạnh khỏe để vượt qua sóng gió. Thì trước tiên là cũng cầu cứu giúp cho con của mình, xin chân thành cảm ơn rất nhiều anh em. Dạ xin phép xin chào cô. Dạ cô thể tư cô giới thiệu là cô họ tên là gì và hiện nay cô đang sinh sống tại đâu? Tôi thì Hồ Lý Thủy, tôi sống ở xã Sơn Bình, Hòn Đất, Sơn Kiên Giang. Mà có con cháu ngoại nhỏ gái nó dẫn lên Bình Dương thì nó mần, rồi con nhỏ này thì nó khôn dại hơn cháu ngoại á. Rồi nó dụ một lần rồi nó đi xăm mình xăm mấy nhỏ, rồi con gái tôi nó sợ quá đi, nó mới dẫn về quê. Mà nó đi xuống xe chạy xuống tới dưới luôn, nó bắt cháu nội cháu ngoại tôi luôn. Thành ra cũng như rồi là... con xin phép cô, con ngắn đời cô xíu. Cô có thể giới thiệu là cháu gái cô là tên là gì? Nó và năm nay bao nhiêu tuổi? Yến Nhi. Trần Thị Yến Nhi. Dạ, năm nay bao nhiêu tuổi? 13 tuổi. 13 tuổi. Mà nó dốt, nó không biết chữ nghĩa gì chứ. Bé trước khi bị bắt cóc, gia đình mình đang nghi ngờ bị bắt cóc mất tích là ở đâu vậy cô? Ở xã Sơn Bình. Huyện tỉnh thành phố. Huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Dạ. Rồi cô có thể nêu rõ cái lý do mà cháu của cô là hiện nay bị bắt cóc, là ai là người đã bắt cóc cô? Cũng không có gành nữa, thì nhớ là con nhỏ đó đó nó dụ đó, rồi cái hồi cấp trong khi lên xe mẹ nó điện hỏi con Nhi ơi con đâu rồi, cái nó nói con đi chút xíu con về. Thì đằng này cũng chặn dữ lắm luôn mà không có gặp, mẹ nó xỉu luôn nó, rồi mới mẹ nó điện cho nó chừng hoài à, thì nó không có nói được, nó không có nói được. Cái tới phía đó cái nó điện về cho nhà cháu, nó nói là nó lên tới Đồng Nai rồi, gần tới Đồng Nai rồi. Rồi cái mẹ nó năn nỉ dụ, thì mới bằng đầu dụ nhỏ nó nói thì nó chửi dữ lắm, nó nói là nó không có dụ dỗ con bà đừng có nói gì. Cái tới cứ cuồng nhỏ này nó xuống nước nhỏ, nó nói tao quỳ tao lại mày cũng được, nó có nói có thì nói có. Cái nhỏ này trả lời là có đi bán quán cà phê, bà yên tâm đi đó. Rồi cái đầu cái nó mới năn nỉ con, nó cũng như là con ơi con nói đi chỗ nào, cái nó nói là bây giờ là ở Bến Cát. Nó chuyển gì đó rồi là chuyển từ Đồng Nai về Bình Dương, rồi từ Bình Nai từ trong nhà tôi ra đó, là cấp đó là tại vì đêm đó nó trong đêm đó nó không có ngủ, nó điện sáng đêm vậy đó, rồi nói như vậy đó. Rồi cái đầu con nhỏ đó nó mới nói là yên chí vậy đó, cái bắt đầu nó điện cho con nó là video không à, nó mới nói để nó mần nó gửi tiền về. Cái mẹ nó nói rồi mày có tiền không, nó nói không thẳng từ từ. Cái nó nói là bây giờ là mẹ nó hỏi, thì nó thấy mẹ nó khóc quá, mẹ nó xỉu đó,
cái nó hỏi gì chứ, mẹ nó hỏi gì chứ, mày thiếu nợ nhiêu rồi, nó nói 5 triệu rồi, mà mới lên có 3 ngày mà thiếu 5 triệu rồi, làm sao mà trả nợ nổi. Nó rồi nó nói là mẹ nó mới hỏi gì chứ, rồi trong này mày nấy được không, nó nói không được. Rồi có người ở sau lưng nó là giật điện thoại nó. Là từ đó tới bây giờ là không có còn là nói chuyện được, là chỉ lên đi giáo nó vậy thôi. Dạ, con đã hiểu một sơ qua một phần nào của cái câu chuyện của cháu gái của cô, cháu ngoại của cô. Có nghĩa là người cháu của cô thì có thể là bị bạn bè dụ dỗ, bị một người nào của đó, có thể người ta rất có kinh nghiệm, người ta già dặn, người ta lợi dụng bé còn tuổi đời còn rất nhỏ, vì vậy nên là người ta lợi dụng, người ta bán vào trong một cái quán cà phê, đúng không ạ? Đúng rồi. Cái số tiền bây giờ là cái số tiền là tổng số tiền bây giờ bé báo tin về cho gia đình là bao nhiêu tiền? Là 5 triệu rồi đó. Lên 5 triệu mà mấy ngày được cô? Mới có 3 ngày thôi mà 5 triệu là mẹ nó khóc quá, mẹ nó xỉu, mà bây giờ tôi là bà ngoại, mẹ nó cứ xỉu là uống sữa không à, làm cho mẹ nó đi không nổi, mẹ nó nhờ tôi đi lên đây vậy đó. Mà mẹ nó khóc lóc rồi mình thì con gái mình cũng đau lòng. Rồi cháu ngoại thì nó quá khờ đi, nó dốt, nó không có biết chữ nghĩa gì hết trơn á. Mà mẹ nó là sợ như con nhỏ này dụ luôn đó, mẹ nó về quê đó mà còn đi xuống tới dưới đó, là bắt nó đem đi vậy đó. Bây giờ là cũng nhờ chú Hải là cũng cố gắng giúp cho cháu về mau mắn, để thôi mẹ nó xỉu hoài không ăn uống gì đó. Vậy trong những ngày vừa qua thì cô đã tìm kiếm cháu của mình ở đâu rồi cô? Chưa có tìm kiếm gì trơn, lên đây là nhờ chú Hải giúp đỡ gì, tại vì gia đình thì cũng dốt nát, không có biết cái gì gành ghẻ hết trơn. Tại vì không có anh em gì hết trơn á, tôi thì có mình nên tôi, cha mẹ thì chết hết rồi. Hồi đó thì cha mẹ đi trong đồng không có cho học, thành ra tôi dốt nát, tôi cũng không biết gì nhiều hơn. Bây giờ là nhờ cộng đồng mạng là chú Hải là giúp giải quyết giùm cho tôi, cho mau cháu về vậy đó, để gái tôi nó chết vậy đó. Tại vì nó đã nhiều quá, miễn nó nghe thì nó xỉu không à. Thành ra bây giờ cũng nhờ cộng đồng mạng, bây giờ tìm kiếm miễn được gặp cháu thì cho hay sớm với chú Hải đồ này kia giúp đỡ bên cộng đồng mạng đó. Cô cho cháu nó về, mẹ nó đi giờ ngồi không ăn uống gì trơn, chỉ là uống sữa thôi. Nó gầu con nó gì, nó còn có đứa cái út đó thôi. Bây giờ là cũng nhờ cộng đồng mạng là mấy chú mấy bác gì đó trên mạng đó thì cũng gắng cố gắng giúp cho cháu gì đó. Cháu nó tuổi đời nó còn trẻ quá, nó non dạ, nó không có biết. Bây giờ mấy cậu mấy chú rồi cũng gắng giúp cho cháu về mau mắn cho mẹ nó đi. Tôi cũng mang ơn đội ơn với mấy chú với chú Hải.